Chào mọi người, lại là mình đây nha. Thì hôm nay mình sẽ review cái sản phẩm Gubik Pyramid này. Đây, tên sản phẩm này. Thì mình sẽ review, tại mình cái sản phẩm này là mình mới đặt hàng hôm ngày 11 tháng 11 ha. Thì hôm nay mình đã nhận rồi, là mới có ngày thôi nè, là nhờ các sale của nó. Thì cái này mình đã thanh toán rồi, thì cái thực chất khoảng 20 mấy ngàn á mọi người. Ok, rồi bây giờ mình sẽ cái này gọi là Gubik tam giác nha, biến thể dạng tam giác mà gọi là kim tự tháp á mọi người. Rồi mình sẽ review thử, mình kiểm tra, mình coi thử cái sạc hàng này người ta làm như thế nào ha. Rồi mình mới nhận vào sáng luôn, mọi người đợi mình xem, mình sẽ bóc ra được nha. Nè, cách này nhìn rất đẹp ha, cái này mình đặt hàng cho Shopee á mọi người, khá là đẹp ha, đóng gói kỹ càng luôn. Rồi mình sẽ mở hộp ra. Sẽ mở đây nha. Dùng dao thôi chứ nhà có một cái dao này để đấy thôi chứ đâu có dao cục giấy đâu, thô chút xíu. Ok, mở ra đây, rồi mình bán hàng rồi ha. Đây, cái shop này mình đã mua mấy lần rồi nhưng mà mình thấy vẫn thích ha. Nè, người ta cũng cảm ơn, nè cảm ơn đã ủng hộ shop này. Nếu có bất kỳ lý do gì thì bạn không hài lòng vì đơn hàng thì hãy inbox để shop xử lý nha. Đây thì mọi người nhìn kỹ ha, rồi các bạn có thể mua mua hàng cho shop. Mình hiện tại mình không quảng cáo nè, hình không quảng cáo cho shop này nha, shop này mình không liên quan gì cả, không có quảng cáo nha. Mình chỉ mua xong rồi mình lấy cái nội dung này mình review rồi mình làm nội dung trên đăng YouTube thôi, chứ không quảng cáo, mình không có được lợi lộc gì trong sản phẩm này nha. Tại vì mình thực chất là mình chỉ review để cho mọi người mua mà thấy an tâm đó, thì các bạn có thể kiếm một cái cửa shop hàng mà trên Shopee á, để mua mua sản phẩm cho nó an toàn ha. Thì mình thấy sản phẩm này người ta đánh giá cũng khá là nhiều, shop này á người ta đánh giá an toàn cũng nhiều. Đây thì mình có thể nhìn kỹ ha, để mình che cái địa chỉ mình lại. Đây các bạn có thể xem nè, địa chỉ của shop nè, nè địa chỉ của shop ha. Mình sẽ gửi cái link của đặt hàng trên trong cái mô tả của video ha. Mọi người xem video mọi người nhớ nhấn subscribe kênh ngay chỗ này nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ mở nha cái sản phẩm, đây cái giấy cảm ơn ha. Đây rất là dễ thương luôn, shop này rất là gì mình khoái vậy đó, mình mua sản phẩm mình khoái kiểu như thế này là người ta làm gì người ta rất kỹ. Rồi bây giờ nó là cái sản phẩm chính của mình đây. À, bạn thấy không, nó bỏ trong hộp và trong hộp nữa, thì cái anh đàn vàng bên trong ảnh là ảnh đó, sản phẩm chính. Rồi đa số là chữ Trung Quốc rất là nhiều, thì thường những sản phẩm này sản phẩm của Trung Quốc ha. Này của Melon mọi người, Melon à, Melon, sản phẩm của Melon là hình hình kim tự tháp nè, cái này không có viền đen nha mọi người, của Melon nha mọi người. Mình sẽ mở ra cho mọi người xem. Đây nó đây, thành phần chính của chúng ta đây ha. Đây bên trong có một cái giấy hướng dẫn ha, cái này tờ này tờ hướng dẫn. Mình thì hiện tại mình hướng dẫn để xoay với mọi người, thì hiện tại là cụ của Bích đây, nó đây, nó khá là nó là dễ xoay, còn mới nguyên ha, ít bị cấn, nó không bị rít nữa. Nói chung là tiền nào của nấy thôi, cái này 20 mấy ngàn thì nó cũng tính ra thì vừa vậy là túi tiền, như vậy là vừa không không cũng không rẻ ha. Nhưng mà là hợp lý cái tổ cái với cái giá 20 mấy ngàn, hình như không nhớ, nếu 21 hay 24 ngàn gì đó thì cái cục này là hợp lý nè. Nè đây mình sẽ làm nổ phèo lên ha. Cái này gọi là Gubik tam giác, Gubik tam giác hay gọi là Gubik kim tự tháp á mọi người. Nó là một dạng biến thể của một các loại Gubik truyền thống ha. Đây để mình bỏ qua đây cho nhìn cho đẹp, bỏ cái dao qua thấy ghê quá. Màu khá là đẹp, thì nó sẽ có mấy màu đây, nó sẽ có 4 màu, màu đỏ, màu vàng, màu xanh lá và màu màu xanh lam ha.
Thì cái này thuộc là những ta khối tam giác tinh tinh thể ba bốn mặt đó mọi người, là tam giác đều tinh thể bốn mặt này đó, khá là dễ thương, tiền nào của nấy. Mà mình không ngờ shop này nó họ là giao hàng ra rất là nhanh nha mọi người, giao hàng rất là nhanh nha. Rồi rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này nha. Rồi chào tạm biệt mọi người vào những video mà review tiếp theo ha, mình sẽ hướng dẫn cách xoay video luôn cho mọi người xem. Rồi chào tạm biệt, bye bye và hẹn gặp lại, bye.